Rồi em xin chào quý cô chú anh chị mình ha. Hôm nay vừa em tiếp tục lên giao lưu với quý cô chú anh chị mình năm cây kim quýt Mỹ hàng quán rể của chú anh chị. Thì này hàng mini nha cô chú anh chị. Đó, mini để bàn ha. Mã đầu tiên là mã D1 nè. Cây này eo to nha cô chú anh chị nè, củ đế nè ha. Đó, củ đế quái ha. Hàng quán rể từ nhỏ nha cô chú anh chị. Để em xài tổng quan của chú anh chị mình xem nha. Cái này đồng giá hết là 350k một cây nha. Nhiều bên em bao ship luôn ha. Đó, đi một phơm tàn đây. Đó, dày phơm ha. Tầm thời gian nữa gì mình chơi qua trái nó ra nha. Cũ cũ bự. Cũ bự nè. Ở đây còn nữa rồi nha. Ờ, chưa môi hết. Đó. Xin trái xin qua lắm. Đây, thì góc cũng đấy cô chú anh chị hình mình không thấy được mấy cây có tái có bông mà lại lú ra cây nào em bán hết chứ đó nên giờ không có cái gì để cho coi chứ tại bữa bán lên mấy cây đó cái mấy anh chị kia nó mua nên là giờ không có cái hàng mẫu cho cô chú anh chị mình coi không kịp ra để bán để dành lại khó rồi cô chú anh chị quay lên cô chú anh chị mình mua hết rồi dễ ra lắm này lá nó nhuyễn mà lại gai nó ngắn cũng mà đó, kim quýt Mỹ mini quán rể ha rồi để về em báo một số mã D1 nha. Đó cái hoành này. Cũ nè. Hoành cũ đây là 13 nha cô chú anh chị. Cái hoành eo ha. Hoành eo đây là 6. Chiều cao của cây. Chiều cao là 13. Đó, hết cái tán ngang. Hết tán ngang là 17 nha cô chú anh chị. Thì mã D1 này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 350k ha. Là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị. Đó, vì mình chỉ để bàn treo hoa trái nha. Đó, xuyên hoa trái lắm cô chú anh chị ạ. Rồi em lên tiếp mã D2 nha cô chú anh chị. Rồi em lên tiếp mã D2 nha cô chú anh chị. Mã D2 cũng là một cây kim quýt Mỹ ha. Cây này củ đế to lắm nha. Đó, hàng quán rể nuôi từ nhỏ ha. Đó. Phơm tàn để ấm phơm nha cô chú anh chị. Củ đế hết biết luôn nha. Để đưa gần cô chú anh chị coi. Củ to lắm nha. Đó, rễ quấn đặc luôn ha. Đây phơm tàn đây. Cái dàn xương bên dưới đây ha. Nó này gì cô chú anh chị mình có thể thay chậu nhỏ hơn nha. Quá tặng cụ đế à. Đó, quá thấy cụ đế quá thò luôn. Rồi đem xe một cái vòng nữa rồi em báo một số mã D2 nha. Rồi giờ em báo một số mã D2 nha cô chú anh chị. Đây tổng hoành của cái cụ đế nó ở đây là 14 ha. Hoành eo. Con eo nó trên đây là 5 nha cô chú anh chị. Chiều cao của cây. Chiều cao nó là 9 nha. Đó, hết tán ngang. Hết tán ngang là 12. Thì mã D2 này em cũng giao lưu với quý cô chú anh chị mình đó là 350k nha. Đó là nhà vườn bên em bao ship cả cây lẫn chậu nha cô chú anh chị. Cầm gọn lòng bàn tay luôn ha. Mã D2. Rồi, em giờ em lên tiếp mã D3 nha cô. Rồi em lên tiếp mã D3 nha cô chú anh chị. Mã D3 cũng là một cái kim quýt Mỹ luôn ha. Lục lực mini củ đế quái phơm dày phơm mình kính luôn rồi đem xây tổng quan về dòng nữa là em cho cô chú anh chị mình xem cái dàn phơm tàn đó ha. Đây, phơm tàn đó đây cái dày nè củ đế quái nha xương bên dưới đây cô chú anh chị mà sửa rất kỹ ha. Đó, cầm gọn lòng bàn tay em nè mã D3 nha. Đó, rồi đem xây một vài dòng nữa rồi em báo thông số mã D3 nha. Rồi, đem báo một số mà D3 ha. Đây, cái hoành củ đế nó ở đây là 9 nha cô chú anh chị. Chiều cao của cây. Chiều cao cũng là 9 luôn ha. Đó, hết cái tán ngang nó là 15. Thì mã D3 này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 350k nha. Là nhà vườn bên em bao ship cả cây lẫn chậu nha cô chú anh chị. Mã D3 ha. Rồi giờ em xin lên tiếp mã D4 nha cô chú anh chị. Rồi lên tiếp mã D4 nha. Rồi em lên tiếp mã D4 nha cô chú anh chị. Cái này kỳ lạ lắm nha. Cái này kỳ lạ lắm nha. Quái này con cây cũ này nữa nha. Liền lạc không có hẹo không có trái tùng nha. Này kêu bằng vũ nữ chân gà mà đít bự nè. Nó vui thôi nha nè. Mã D4 nha cô chú anh chị. Quái quái. Đây, em cho cô chú anh chị coi cái dàn phơm đây. Rồi nó kính phơm này ha. Dàn xương bên dưới đây. Đó, cái củ trên đây nè. Đó, ở đây nó có hai chân rễ ha. Cái củ này cũng to lắm nha. Đó, cầm gọn lòng bàn tay nha cô chú anh chị. Mã D4 nha.
Rồi để em xây một cái dòng nữa rồi em báo con số mã D4 nha cô chú anh chị. Rồi để em báo con số mã D4 ha. Thì đây cái hoành cũ, để em sẽ đo cái hoành nè. Hoành cũ đây ha. Hoành cũ ở đây là 11 ha. Rồi cái hoành eo trên đây. Hoành eo cũng hơi khó đo. Để em so sánh với ngón tay em nha. Đó, rồi em đo tiếp với chiều cao của mã D4. Chiều cao là 13. À, hết tán ngang. Hết tán ngang đó là 19 ha. Thì mã D4 này em cũng giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 350k luôn nha. Là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị. Đó. Kim vít Mỹ dáng quái ha. Rồi, em lên tiếp mã D5 nha cô chú anh chị. Rồi cái này đẹp. Rồi em lên tiếp mã D5 nha cô chú anh chị. Qua trời cái này củ đế nó khủng khiếp. Tài nó cũng to nữa. Khủng khiếp so với cây mini thôi nha, em nói giỡn không vậy mà nó hay ghê lắm, củ đế nó hay ghê lắm. Cây liền lạc, cây sập hẹo luôn nha, không có hẹo nha. Phong tàn, phong tâm giác luôn lực. Mà củ đế nó, cô chú anh chị mình thấy là khai thác thêm ha. Củ đế này. Mình xem tổng quan của chú anh chị mình xem. Thế mấy này thì em không có tỉa rồi, có thể mình thử điểm thêm nha. Đó, mã D5. Cây rất là đẹp, củ đế to nè cô chú anh chị. Phơm tàn nó đây. Tám phơm này ha. Đây, cầm gọn là bàn tay em nè. Đó, mã D5 nha. Quá trời cái này đẹp quá tí. Rồi để em xây một cái dòng nữa để em báo con số mã D5 nha. Đó. Rồi bây giờ em sẽ báo con số mã D5 ha. Đây đây, tổng hoành của cái củ đế. Tổng hoành củ đế nó ở đây là 13 ha. Chiều cao của cây. Chiều cao nó là 11. Hết cái tán ngang. Hết tán ngang là 24 nha. Thì mã D5 này em cũng giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 350k nha. Đó là nhà vườn bên em bao ship cả cây lẫn chậu nha cô chú anh chị. Đó. Thì mã D5 này cũng là mã cuối cùng của video bên em ngày hôm nay ha. Thì cũng xin cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã dành thời gian theo dõi video của bên em nha. Nếu như quý cô chú anh chị mình có yêu thích kênh thì bấm đăng ký kênh ủng hộ giúp em ha. Rồi xin cảm ơn rất là nhiều ạ.